Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đăng cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh và huyện Bắc Bình đã khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình hoạt động của khu công nghiệp Sông Bình và nhà máy nghiền Zircon siêu mịn trong khu công nghiệp này. Tại khu công nghiệp Sông Bình, huyện Bắc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đăng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của trạm quan trắc xử lý nước thải. Lưu ý với ban quản lý khu công nghiệp này phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Dù hệ thống xử lý nước thải ở đây đã được đầu tư bài bản hiện đại, nhưng nước thải ra môi trường phải đảm bảo các quy trình, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên và cuộc sống của nhân dân trong vùng. Đến kiểm tra quy trình chế biến quặng Zircon siêu mịn tại nhà máy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự đầu tư hệ thống chế biến với công nghệ hiện đại từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào cho đến các quy trình chế biến sản phẩm. Trong năm 2023, nhà máy này đã đạt mức doanh thu khá lớn với trên 768 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 160 tỷ đồng. Nhờ sự hoạt động ổn định này, nhà máy đã giải quyết tốt việc làm cho nguồn lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Bắc Bình. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình hoạt động của khu công nghiệp Sông Bình cũng như của nhà máy nghiền Zircon siêu mịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đăng đánh giá cao việc chủ đầu tư đã làm tốt khâu xây dựng hạ tầng, quy hoạch bài bản, hiện đại. Dự án nhà máy nghiền Zircon quy mô lớn đi vào hoạt động hiệu quả trong thời gian qua là tín hiệu vui, nhưng chủ đầu tư khu công nghiệp trong thời gian tới phải có chính sách thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư thứ cấp. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy ở khu công nghiệp này còn thấp, chỉ mới chưa tới 30%. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại đối với khu công nghiệp Sông Bình, nhất là nguồn cung cấp nguyên vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi để khu công nghiệp và nhà máy nghiền Zircon siêu mịn thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất, chế biến thuận lợi, hiệu quả.